Cái em đầm sơ mi đẹp quá trời quá đất luôn này các chị. Xinh ha. Mẫu em đang mặc trên người bản số sản phẩm là 1518. Họa tiết da bèo rất là sang luôn. Chân váy xếp ly xòe như thế này này các chị ơi. Nó đều tăm thấp luôn từ phía trước ra tới phía sau cho mình nè. Váy này hiện tại em đang có cho mình 4 size nha. Hôm nay sale rẻ. Tại sao các chị ạ? Đây là đợt cuối cùng em về cho mình chân váy xếp ly rồi. Cảm ơn các chị thời gian qua đã ủng hộ đầm anh em ha. Và ngày hôm nay thì em sẽ sale lưu cho mình từ 480.000 đồng xuống chỉ còn có bao nhiêu các chị? 269.000 đồng thôi. Báo giá sale có chị bất ngờ liền luôn á. Tại sao lại sale mà mạnh dữ như vậy? Từ 480 mà xuống chỉ còn có 269.000 đồng ha. Đồng còn tem mát hoàn toàn cho mình luôn. Chất là vải châu tôn cao cấp cho mình ạ. Rồi váy này nè, chất là vải châu tôn ha. Dày dặn vừa phải, không có sợ bị nhăn gì hết trơn luôn. Vải đẹp nè, siêu mềm. Tuy rằng vải dày nhưng mà mình mặc lên nó mát rồi rụi các chị. Và có khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng luôn ha. Rồi nằm bao đẹp cho mình. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518. Chỉ khác là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ. Em có cho mình 4 size dễ chọn luôn. Em đang có cho cả dù size M, size L, XL và cả 2XL luôn. Từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 đổ về. Cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái cho em luôn nha. Chị khách nào mà mình đặt hàng nhanh á, em đảm bảo có đơn. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng. Chị Phạm Thị Tuyết Giang ok có đơn hàng. Chị Hồng Hồng Hoa nè, chị Thu Phương nè, chị Nguyễn Mỹ Ly ok chốt luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518 ạ. Rồi với cái em váy sơ mi này thì các chị có thể mặc đi đâu ạ? Đi chơi đi tiệc được, đi làm công sở học văn phòng thoải mái thả ga cho em luôn nha. Thắt lưng có bán không shop? Dạ có chị yêu nha. Đây thắt lưng này mình có thể phối với đồng họa tiết được nè. Đồng hoa thì nãy mặc cho mình rồi, đồng chấm bi cũng mặc rồi luôn. Đó, và với cái thắt lưng này thì phối với đầm trơn á là đẹp nhất á chị. Em thấy thắt lưng này mà mặc với đầm trơn mà vậy nó là nó quá xuất sắc. Rồi, thắt lưng mã số là 06 chị nha, cũng đang giảm giá từ 199.000 đồng xuống chỉ còn có 89.000 đồng thôi. Bây giờ các chị đặt hàng cái nào nè, bình luận phía dưới cho em. Đặt đầm thì mình bình luận phía dưới cho em mã số 1518. Đặt hàng thắt lưng đặt hàng cho em mã số là 06 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Đang còn đầy đủ hàng, đầy đủ size, cả nhà nên đặt hàng sớm. Tại vì sao các chị ạ? Đặt hàng chậm quá nó hết hàng rất là ủng luôn. Chị Phạm Ngân ok có đơn hàng, chị Nga Trần ok chốt luôn nha. Size L hả chị? Size L thì tầm từ 50 cho tới tầm 55kg nha. Em tối đa thì em tầm 70 cho tới em 75 cho size L hả chị. Hiện tại mẫu này đang còn đủ size nhưng mà chút xíu nữa thì em chưa chắc đâu, tại vì đầm này nó mau hết lắm. Số lượng không có còn nhiều, em chỉ mới vừa về thôi, số lượng không còn nhiều. Còn màu khác không sắp, mấy đợt trước em về cho mình nhiều màu rồi chị. Em về cho mình chấm bi nè, họa tiết nè, hoa nhỏ, hoa to, hoa vừa, hoa nhí nè, đầm trơn em cũng đã về hết trơn rồi. Chân váy xếp ly về thì chân váy là nó giống nhau là xếp ly như thế này, nhưng mà kiểu ở phần thân trên thì cái kiểu của nó hơi khác đó. Đợt này thì em về cho mình đợt cuối là họa tiết da beo rồi nha, thì em không có còn về nữa đâu chị. Dạ 269.000 đồng thôi chị, giá gốc bình thường em bán là 480 lận đó. Hôm nay sale rẻ cho chị mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 269.000 đồng thôi. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518 nha, 49kg, mình mặc cho em size M là vừa nha chị. Em 73 mặc size L đi chị ơi. Chị Phạm Hân ok có đơn hàng, chị Thư Thư ok chốt 1518 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn ạ. 1518 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. 62kg mặc size 2XL đi chị ơi. Em đang có cho mình đầy đủ 4 size, em có cho mình size M, size L, XL và cả 2XL luôn. Từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về. Cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Có giao hàng không em? Dạ có chị, em giao hàng về tới tận nhà. Nhận được hàng còn được quyền kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán nữa. Ngoài ra bên shop em sẽ có thêm cho chị một cái chương trình ưu đãi. Chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay mà mình dùng đơn hàng cho em 600 thì mình sẽ được miễn phí giao hàng về mức luôn nha. Nhanh tay lên đơn sớm đi dùm em chị ơi. 48kg mặc xe M luôn chị. Đầm xinh quá trời nè. Mẫu đang mặc trên người mã số 1518. Đầm đang mặc trên người mã số 1518 chị nha. 55kg mặc size L đi chị. Nếu như em với 75 mặc size L, em trên 75 mình mặc size XL nè. 1518 với lại mã 06 gửi cho chị nha em. Ok chị luôn. Rồi đầm mã số 1518, thắt lưng mã 06. Đừng quên chia sẻ livestream mạnh tay để được áp dụng giá sale nha các chị.